Phương Tây trong thời gian qua đã tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu của Ukraine về xe tăng. Tuy nhiên, thứ mà Kiev thật sự cần trong lúc này là xe bọc thép để vận chuyển bộ binh tham chiến. Đó là nhận định của ông Michael Kaufman, giám đốc chương trình nghiên cứu của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, một tổ chức nghiên cứu tại Mỹ. Ông Kaufman nhận định rằng nếu không có những phương tiện bọc thép để vận chuyển lính, Ukraine sẽ thiếu khả năng cơ động để tiến hành phản công. Trong một chương trình phỏng vấn gần đây, ông Kaufman cho biết mình đã đến Ukraine vào đầu tháng 3 năm 2023 và nhận ra rằng Ukraine có nhiều lữ đoàn bộ binh nhưng lại thiếu khả năng cơ động. Ukraine đang thành lập 3 đơn vị cấp quân đoàn mới để hợp nhất nhiều lữ đoàn thành đội hình lớn hơn nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công. Một quân đoàn có thể có tới khoảng 45.000 quân, tùy thuộc vào quân chủng. Tuy nhiên, nếu Ukraine tiếp tục sử dụng tổ chức kiểu Nga, một quân đoàn có khoảng 20.000 quân. Vấn đề là quân đoàn Ukraine thiếu các xe thiết giáp vũ trang như M2 Bradley của Mỹ, Marder của Đức hoặc BMP của Liên Xô cũ để trang bị đầy đủ cho các đơn vị bộ binh cơ giới. Kể cả xe tải chở quân thông thường cũng không có đủ. Trong những ngày đầu của cuộc chiến khi Ukraine ở thế phòng thủ hoặc chiến đấu ở địa hình ghề hay môi trường đô thị như Bakhmut, bộ binh nếu được trang bị vũ khí chống tăng tốt trở nên rất đáng sợ, tuy nhiên khi chuyển sang thế phản công để có thể đột phá qua hệ thống chiến hào và bong ghe của nga ukraine sẽ cần mọi thành phần của một cuộc tấn công hiệp đồng binh chủng cơ giới hoàn chỉnh họ sẽ cần xe tăng xe bọc thép chở quân theo sát xe tăng pháo tự hành công binh và thiết bị bắt cầu và xe tải tiếp tế nhưng ukraine hiện có nguồn cung hạn chế cho kho vũ khí của mình Kyiv hiện đang phải sử dụng thiết bị phương Tây từ rất nhiều nguồn khác nhau và phụ thuộc vào các nước phương Tây về phụ tùng và vật tư quan trọng, bao gồm cả đạn dược. Vì vậy, khi chiến dịch phản công diễn ra, Ukraine sẽ phải nỗ lực có gì dùng đấy, chứ không thể có tất cả những gì họ mong muốn. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.